10 ngành nghề có khả năng bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo AI trong tương lai. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên công nghệ số, từ đó nhiều dự đoán về những ngành nghề sẽ biến mất trong tương lai. Có bao giờ bạn tưởng tượng ra được viễn cảnh một ngày nào đó sẽ không còn bóng dáng của bất kỳ lái xe taxi nào trên đường phố hay không? Điều đó là hoàn toàn có thể. Vậy những nghề nghiệp nào có nguy cơ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo AI? Để trả lời cho câu hỏi này, hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay cùng Đào Quang Trung nhé. Đầu tiên nói chung về lĩnh vực thu ngân, một lĩnh vực khác sẽ sớm bị trí tuệ nhân tạo AI thay thế. Nếu những sai sót xảy ra nơi mà nhà máy, công trường có thể gây ra những rủi ro về tính mạng, thì những sai sót xảy ra khi tính tiền tại các cửa hàng, siêu thị có thể gây ra những rủi ro về mặt tài chính và đôi khi thì dính líu đến cả vấn đề về đạo đức và pháp luật, biển thủ công quỹ. Với một ngành nghề như vậy, việc tự động hóa rõ ràng là một điều mà nhiều chuyên gia đang nghĩ tới. Thêm vào đó thì những kỹ năng của các nhân viên làm nghề này thường cũng không quá phức tạp, bởi đây là một nghề đòi hỏi sự chính xác và nó nhàm chán. Đây đều là những điểm yếu của con người. Và thực tế thì hầu hết những chuỗi siêu thị lớn trên thế giới hiện nay, người tiêu dùng đã đang mua thông qua các hệ thống máy bán hàng và tính tiền tự động. Không sớm thì muộn, sự thay đổi này cũng sẽ xâm nhập vào các chuỗi siêu thị tại Việt Nam mà thôi. Tiếp theo là thư ký và kế toán cũng có nguy cơ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo AI. Thư ký là người sẽ thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hỗ trợ công việc cho người quản lý, sắp xếp giấy tờ, soạn thảo văn bản, lên lịch trình tổ chức các cuộc họp, v.v. Bên cạnh đó, kế toán là người xử lý các nhiệm vụ thu nhập, xử lý và kiểm tra các vấn đề liên quan đến tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì trong tương lai, các công việc này có nguy cơ được thay thế do ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong việc quản lý sổ sách, tạo ra các lịch trình. Rồi tiếp đến là nghệ sĩ, họa sĩ cũng bị đe dọa bởi xu hướng mới mang tên AI nghệ thuật. Trước đây thì trí tuệ nhân tạo AI vốn chỉ được dùng để giải các thuật toán. Tuy nhiên giờ đây một xu hướng mới mang tên AI nghệ thuật cũng đang khiến nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là giới họa sĩ và nhà thiết kế đồ họa phải đau đầu. Với những bộ công cụ như DALL-E hay là Midjourney và Stable Diffusion, có khả năng vẽ tranh dựa trên mô tả ngày càng trở nên phổ biến hơn và vì độ tiện lợi cũng như là nhanh chóng trong vài giây tích tắc có thể thiết kế được ra một cái bức ảnh. Do đó và khả năng nghệ sĩ sẽ rơi vào cảnh thất nghiệp. Song những vấn đề về bản quyền của tác phẩm nghệ thuật từ trí tuệ nhân tạo AI cũng gây nên một làn sóng tranh cãi. Vì sao? Chúng đều là những kết quả tổng hợp từ những thứ có sẵn. Nó không có mang tính sáng tạo như các nghệ sĩ thực thụ. Tiếp theo đó là vị trí thiết kế đồ họa và người viết content đang lung lay bởi trí tuệ nhân tạo AI. Nghề thiết kế đồ họa, có thể bạn đã nghe đến sự xuất hiện của những phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng thiết kế ra một trong những sản phẩm chỉ trong vài tích tắc, thậm chí là ngắn hơn. Nghề viết content là một trong những nghề sẽ bị AI trí tuệ nhân tạo thay thế trong những năm tới là công việc viết nội dung. Theo các chuyên gia thì AI có thể đọc và viết dựa trên việc tích hợp một kho dữ liệu vô tận. Vì vậy, những công việc liên quan đến sáng tạo nội dung có khả năng bị AI thay thế trong tương lai. Khả năng trình bày văn bản thông qua công cụ ChatGPT của AI khá logic và mạch lạc. Trong những đoạn văn ấy không khác gì con người viết ra cả. Bên cạnh đó thì có nhiều ý kiến cho rằng máy móc có thể tiếp nhận, xử lý thông tin theo lệnh đã lập trình sẵn nhưng không thể kiên nhẫn lắng nghe và hiểu yêu cầu của từng khách hàng bởi mỗi người lại có nhu cầu, thị yếu và sở thích khác nhau. Ngoài ra, trọng tài thể thao sẽ được thay thế bởi trí tuệ AI sẽ nhanh chóng xuất hiện mà thôi. Công nghệ phát lại tức thì, công nghệ Goal Line, công nghệ thị giác máy tính chẳng hạn như nhận dạng đối tượng, phát hiện đối tượng, phân loại hình ảnh đã được chứng minh là đáng tin cậy hơn nhiều so với con người trong việc giám sát trận đấu và diễn ra trên sân. Mặt khác, các trọng tài cũng sẽ bị những người hâm mộ và các cầu thủ bạo hành trong cơn tức giận, cho dù quyết định của họ đưa ra có đúng hay sai. Tiếp theo, những ngành nghề hướng dẫn viên nhân tạo với chức năng âm thanh và dẫn đường trực tuyến đã và đang thay thế thành công các hướng dẫn viên là con người. Giờ đây ta có thể vừa nghe lịch sử của một cuộc triển lãm bằng tai nghe và bằng ngôn ngữ yêu thích, vừa tự do di chuyển, khám phá mà chẳng mất một đồng nào cả. Một số loại tai nghe thực tế ảo hoàn toàn mới cũng sẽ cho phép tham quan hầu hết mọi điểm đến trên toàn thế giới mà không cần phải rời khỏi căn nhà nơi mình đang sinh sống. Tiếp theo đến chính là biên dịch viên.
Với sự hỗ trợ và sự trợ giúp của các chương trình, các văn bản khoa học và hành chính, giờ đây đã có thể dịch một cách định tính. Các tác phẩm nghệ thuật như thơ, tiểu thuyết, kịch, phim cũng dần được xử lý mượt mà. Công việc giờ đây chỉ cần hoàn thiện các thuật toán dịch và các bản dịch sẽ ngày càng tốt hơn. Đã có rất là nhiều các thiết bị phiên dịch thời gian thực được sử dụng. Đó là một loại thiết bị rất nhỏ, cho phép ta ngay lập tức hiểu được thứ ngoại ngữ được truyền đến tai. Luật sư cũng là một ngành nghề có nguy cơ bị thay thế. Trí tuệ nhân tạo AI có thể được thay thế các chuyên gia trong lĩnh vực luật pháp. Ngay cả với tình hình công nghệ hiện tại, dựa trên nội dung luật hiện hành và truy vấn đầu vào của khách hàng, các hệ thống AI đã có thể đưa ra các phản hồi tương đối chính xác và hữu ích. Việc trí tuệ nhân tạo AI thay thế luật sư thoạt nhìn là một điều không tưởng, nhưng mới đây, luật AI đầu tiên bào chữa cho thân chủ trên tòa đã xuất hiện. Công ty trí tuệ nhân tạo Do Not Pay đã tạo ra chương trình máy tính tích hợp AI có tên Robot Lawyer. AI này đã được dùng tại một phiên tòa ở Mỹ với vai trò là luật sư bào chữa cho thân chủ lái xe quá tốc độ. Do Not Pay treo thưởng $1,000,000 cho bất kỳ luật sư nào nhận lời có mặt tại tòa án và dùng lý lẽ chương trình AI của họ. Rõ ràng sự xuất hiện của nhiều công cụ mới này đang thực sự đe dọa vị thế của các công ty, văn phòng luật và các luật sư trên toàn cầu. Thêm vào đó, trong tương lai, nhân viên lễ tân có thể được thay thế bằng các robot lễ tân nhân viên. Lễ tân là một người chịu trách nhiệm trực tiếp đón khách hàng tại quầy trước cửa khách sạn, công ty. Bên cạnh đó thì vị trí này thì cũng được hỗ trợ khách hàng thực hiện một số thủ tục check-in hay giải đáp những thắc mắc của khách hàng. Trong tương lai thì vị trí này có thể được thay thế bằng robot lễ tân. Hiện nay một số các khách sạn đã bắt đầu sử dụng robot làm lễ tân thay cho con người như Hands Na Hotel, Houston Hotel v.v. Và đó là 10 ngành nghề sẽ có nguy cơ bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo trong tương lai. Bạn có ý kiến hay nhận xét gì, hãy để bình luận phía dưới để chúng ta cùng nhau bàn luận và tranh luận nhé. Và nếu thấy video này hữu ích, bấm like và share video tới nhiều người hơn. Và đừng quên nhấn nút chuông phía dưới đăng ký kênh của Đào Quang Trung để theo dõi được các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Cảm ơn bạn đã xem hết video của Đào Quang Trung. Và nếu như bạn yêu thích video này, hãy cho mình một like, một share và bấm vào vòng tròn ở giữa màn hình để đăng ký kênh của Đào Quang Trung. Và cùng comment để bàn luận thêm về các chủ đề mà bạn quan tâm. Mình sẽ sẵn sàng giải đáp cho các bạn.